Hello, xin chào quý vị khán giả. Hiện tại giờ Sang đang có mặt ở Đức Trọng để vô thăm một cái hoàn cảnh này. Đã nhắn tin Sang lâu lắm rồi, mà có dịp đi công tác đó là ghé ngang để thăm. Không biết cái câu chuyện như thế nào mà cái cô bé này nhắn tin cầu cứu nhiều lần lắm. Liên quan ba cái vấn đề đất đai, Sang không muốn nhúng vô vấn đề gia đình. Đó. Để coi tình hình gia đình hoàn cảnh khổ như thế nào. Để mà câu chuyện ra sao thì mời cả nhà cùng với Sang xem coi tình hình ra sao nha. Đường đường dốc ở đây thì cái vùng đồi núi cho nên này dốc dữ lắm, đi này là trời mưa lỡ tơ mơ té lăn cùng ào luôn. Ở đâu, ngay chỗ trống hả? Để qua lãnh coi. Nhà em ở đây hả? Hả? Vậy hả? Nhà em ở đây hả? Cái mùa nắng thôi, mùa mưa không có ở được. À. Mùa mưa là nó ngập ngập hết rồi. Em gửi hình cho em coi rồi đó. Mùa mưa là nước cái trên kia nó tràn hết rồi. À. Mà em về đây em bị cái bệnh anh không chịu, em cấp cứu biết gì. Tuần qua nó tự nhiên bị sốt á. Nó bị cái gì? Em bị bàng quang anh. Bàng quang hả? Dạ. Thì nó không chữa thì nó bị suy thận á. Mà không, hồi bữa giờ không có, tự nhiên qua vậy em bị sốt. Không biết bị gì luôn. Nó lạnh xong rồi, hãy mà đi này là nóng à, mà cởi áo ra là lạnh. Em thấy anh chạy vô em kêu anh nghe. Nhà em ở đây hả, em mở cửa. Cái rạch nước này đến mùa mưa nó tràn lên, không ở được. Mất mùa dịch đó hả? Dạ, có mình con trai ở bệnh viện thôi nha. Bệnh viện nó làm tất trách đó, nhưng mà em nói thôi giờ đằng nào ông xã cũng mất rồi. Mà nó không chịu, nó xuống nó mổ xẻ lưng hết, cuối cùng nó đâu dẫn gì đâu. Gửi này kia lên Đà Lạt để giám định đó. Thì bệnh viện nó làm, thì nó làm sốc hút. Em bị ung thư bàng quang? Không phải, em bị là cái cơ nó bao phá không được. Mà nếu mà khối u bàng quang hay là sao? Hay là kiểu là gọi là thần kinh bàng quang anh, không có cái ghế nào ngồi. Không sao, không đứng được rồi. Nhà em còn như là mưa là bắt đầu ngập tới đây, anh lấy giống này. Đúng rồi, dưới này nó dưới dốc. Không, xưa nay không bị là do cái công trình nó làm xong nhà anh. Em gửi hình danh rồi đó. Nó làm xong nhà, mỗi lần mưa xuống là nguyên cái hồ của nó chảy xuống nhà. Thì nó báo với lại bên ủy ban xã, giờ cái công trình không nữa. Là họp, mời họp mà cái nó không có giải quyết, tại vì cái này của Bộ Quốc phòng anh. Nó mạnh lắm nên mình không nói được gì hết. Anh coi ông xã em, ổng sao? Ông xây cả nhìn xi măng ông ngủ rồi. Đây. Nước nó ngập lên tới đây là sao mà ở được. Cái mùa nắng thôi. Em định là về mùa nắng thôi, còn mùa mưa em xuống Yên Hòa mở lại. Mà xuống cái tờ dịch đó anh. Em bị bệnh nặng, ông xã em xây là nước hết nguyên hết. Tại nó xói vô cái móng rồi anh. Cái giếng của em ô nhiễm nó không có, không xài nữa. Những cái bực bực như này là tại vì nước nó vô ông xã xây á, để cản á. Nè, bàn ghế cũng bằng xi măng hết, không còn gì hết. Cái giếng nước của em. Cái cùng để em dọn về em ở, tại vì em dọn về đây con trai em nó mới tự nấu ăn được, em mới xuống Biên Hòa được, em ở trên đó nhờ. Em về đây em bệnh đau không làm gì được ở đó. Đây, cái giếng nước không xài được nữa. Là cho giếng của em hả? Dạ. Thì mùa mưa bắt đầu tràn xuống, nó tràn ghê lắm. Từ trên đó anh tưởng tượng mùi cái hồ em bữa em gửi hình cho anh rồi đó. Nó tràn xuống vậy hợp thành tùm lum hết. Mà nó không có giải quyết đâu. Nó hứa lèo không à. Cái này của Bộ Quốc phòng Hà Nội mà. Không phải đâu em ơi, nhiều khi em nói do mấy dự án đầu tư rồi. Trong trên phường họ nói mà. Họ nói bây giờ kiện sao em tụi nó ăn kia gì với thành phố gì, nói chung là phường họ nói chứ không phải em nói. Ông xã em phải xây những cái này nè. Để cho chứ bây giờ dù bàn ghế đâu còn. Em về mở nhà. Rồi đứa con của em bao nhiêu tuổi rồi? Con em nó đang học đại học anh, mà bây giờ nó đang học online, nó phải đi học trên net tại không có máy tính anh. Rồi mỗi lần học nó phải đi net, nó ngồi cũng tốn tiền đó. Nó làm bài bằng điện thoại đâu làm không nổi. Nó nhiêu tuổi? Nó đúng ra là nó sắp ra trường rồi mà. Nó gian dở học đại học lần rồi, nó không chịu nghỉ, nó cố tình nó học lại. Thì bây giờ đến năm thứ hai.
Được không? Nước nó ngập tới đây, anh gửi thì anh thấy mưa nó tràn vô, tràn ghê lắm. Nhưng nó cứ xay cực theo mưa luôn đó. Mấy dấu này là nước ngập đó hả? Dạ, đó, hình anh gửi cho anh đó. Nước nó ngập nè. Đây mùa nắng, em mai mốt mưa em quay cho anh coi, nghe đó. Ở đây mùa nắng thì em về mở đỏ, nên phòng chịu chịu chết. Mà hôm qua nó tự nhiên bị sốt, cái bữa đó có bị. Em định dọn về đâu rồi? Dạ. Em định em dọn về đâu rồi? Em dọn về đây nè, để cho con trai em nó chịu nấu nước. Em đi Biên Hòa chưa, đây lạnh nước bình em nó chịu. Mà giờ trên đó nấu ăn nhờ người ta, nó ngại lắm. Em ở trên nhờ nhà. Con trai nhiêu tuổi rồi? Con trai em nay 23 rồi, đại học năm thứ 2 á. Còn con gái em 21 rồi. Có mình gái làm thôi. Gái được nhiêu? Gái nhiêu tuổi? 21 tuổi mà nó làm. Bây giờ cũng thất nghiệp rồi, giờ nó lên mạng nó bán hàng cho người ta, bán điện thoại online đó mà không biết. Dạ hả? Mấy nay em bệnh em cũng xuống dọn nhà, chứ ngày nào cũng phải xuống dọn á. Tại vì mình không ở mình cũng phải dọn, như thời cũng á. Em bệnh quá em không xuống được. Rồi em dọn đi về Biên Hòa rồi. Em xin anh giúp đỡ rồi là giúp cái gì? Em muốn anh giúp cho em cái bồn nước để dọn về đây ở nè, chứ mỗi giờ người ta giúp anh. Có bồn nước hả? Dạ. Giờ em xin nước cho nhà cái bên nè. À. Kéo qua. Cái giếng đó giờ không xài được hả? Dạ không. Nó ô nhiễm là những chất thải thì bẩn dơ trên kia nó tràn xuống. À. Mà bữa giờ em đã có bị gì đâu, tự nhiên qua vậy bị sốt, không biết bị gì nữa. Con em nó đang lo, không biết mẹ bị gì bị sốt. Có đi kiểm tra cô biết chưa? Em bệnh lại chịu nữa chứ không giờ đi bệnh viện có tiền đâu, đi bệnh viện ăn đó nói thiệt luôn. Bệnh viện nhưng mà có một cái là quan trọng là mình đi kiểm tra cô biết đó. À cô biết hả con? Cô biết em không bị đâu, em về đây lâu lắm rồi, em về đi ngoài. Coi là lý do sao nó sốt? Ừ em biết sao sốt mà. Đang bây giờ đang nóng người mà mẹ em cởi áo khoác là có đổ lạnh luôn không? Chút xíu ra xe anh cho thuốc cho uống. Mà không biết bị cái gì? Tại vì hồi nào không có bị vậy. Ừ. Chỉ có thông tiểu như bữa em gửi nó. Thông tiểu là khi mà tắc tiểu là phải đi thông. Đi liên tục. Em đi thông tiểu liên tục. Lý do sao thông tiểu? Thì cái cơ bằng quang không có co bắp nữa. Ừ. Nó lạnh là nó chịu được. Ở với Biên Hòa, em ở Biên Hòa mấy năm nay cũng đỡ. Em làm gì với Biên Hòa? Ăn nghỉ em làm. Em cơm nước cho con em học hành, con bé làm thôi chứ giờ cũng phải kiếm cái thu nhập để nó cho con cái rồi nó ăn học chứ. Em làm cái em tắt tiểu liền. Bây giờ tự tụi nó làm, tự nó kiếm sống. Tự nó làm. Bởi vì em có khó khăn chứ nếu em làm được thì em đâu có khó khăn. Bây giờ em làm một cái là nó mệt á, là tắt tiểu liền. Ừ. Thức đêm là tắt tiểu liền. Nói chung là sẽ chết đó. Như cái nhà này của em nè, cũng em về buồn á, suy nghĩ nhiều quá. Ừ. Cái thằng trên này nó bán đất. Ở trên này người ta mua cả mấy chục tỷ thì nhưng nó gom hết. Nó bán luôn cái đất em luôn. Trong khi đó em chưa có giấy tờ. Cái bữa nó xuống nó nói chuyện với em. Nó xuống nó nói em là kiểu không dám lấy, tại vì nhà em nhà tình thương mà anh. Nhà em là nhà tình thương á. Nó không dám lấy nhưng mà nó nói, ý nó nói là em ở thì cứ ở vậy đi, nhưng mà em không có cam trải điện khu phố bỏ tiền ra mua cho em mà. Giấy tờ thì em bỏ trong cái tủ nó ướt hết rồi. Xong rồi em đang định nhờ người ta làm lại cho em á. Để em kêu nó cắt ra cho em, kêu nó ôm luôn của em sổ đỏ nó luôn. Cho làm lại nhà tình thương, giấy tờ ủy ban cho nhà tình thương ở đâu là lúc nào cũng có người ta cũng lô hồ sơ. Cái thằng mua đất nó xuống nó nói với con trai bữa em bệnh em về nhà. Cái thằng mua đất nó xuống nó nói là bây giờ đó, nó đưa giấy tờ ra bây giờ như vậy nè, nhưng mà thôi em cứ ở đây đi. Em ở đâu bao lâu cũng được. Nhưng mà nó nói như vậy em cũng tâm tâm, tại vì đất người ta bỏ tiền người ta mua cho em mà. Thế nên em cũng đang đình xin cái chuyện đó nữa. Ừ. Đó. Mà em bệnh quá em không xuống gặp cái bà mà tài trợ cho em được. Ừ. Bà tài trợ em ở với Long An. Cái trường Long An ngày xưa là em làm, bà tài trợ cho em đó. Ừ. Đó ngày xưa em làm trường học đó. Rồi em về nhiều chuyện quá nên em mới bị như vậy. Với câu chuyện gia đình mình liên quan đến đất đai thì anh không có giúp được gì. Rồi bây giờ em nhắn tin em xin cái bồn nước. Đúng không? Rồi anh sẽ giúp anh mua cho cái bồn nước. Rồi cho anh ta chở vô đây cho em. Rồi em chịu khó em đi ra ngoài. Rồi trên đường anh về cũng có khá nhiều việc. Rồi anh tấp vô anh mua cái bồn nước, anh thanh toán tiền. Rồi... Để chiều tối con em về không, chứ em không đi nổi là anh hỏi. Thì ít ra em cũng phải biết chỗ. Thì anh cứ cái nhắn địa chỉ rồi nói với người ta không sao đâu, bây giờ không có gì đâu. Tại con em mới đi học tới tối mới về. Nó học online trên mạng á. Hả? Hôm nay đi học chứ hôm qua nó có ở nhà, hôm nay xưa.
Rồi em cho anh cái số điện thoại của em đi, đó là điện cho lâu là không có số. Giờ kéo dây dây nó dây kéo từ kia qua, em xin ông dẫn đường chứ kéo trên kia không sai. Thì em đưa cái số điện thoại của em đây, anh ăn mua cái bồn nước rồi anh đưa số điện thoại của em rồi nào, em ra tới đó làm lấy. 0985 mấy? 0985 0985 1791 chờ chút chờ chút. Thì dọn về đây ở cho con em nó tự nấu ăn rồi em còn xuống đi ngoài chứ ở đây lạnh chịu không nổi bệnh. Chứ ở trên đó em phải nấu nướng cho nó lên ăn chứ nó ngại, ở nhà mình cho nó ngại. 0985 179 131. Ông xã chết đúng 100 ngày hả? Dạ hơn rồi anh, 100 ngày em mới về được. Ừ. Tại lúc chết thì chỉ có con trai em nó học online ha. Ừ. Cho nên nó về kịp. Mà bệnh viện nó làm như vậy mà giờ nó không có giải quyết đâu. Em chả biết nữa. Xuống dựng lại hiện trường tùm lum hết. Chứ giải quyết gì 4-5 tháng thôi. Mất từ hôm tháng 7. Ừ. Mãi đến tháng 3 tháng em mới về được. Rồi cái bệnh của em bị phát hiện từ khi nào? Em từ lúc sanh con đầu đã bị 2 mấy năm. Bị 2 mấy năm? 20 mấy năm rồi. Cấp cứu hoài. Bao lâu đi nhập viện lần? Nhà bác sĩ nói là uống bên thảo dược tốt hơn, đừng uống thuốc tây nhiều nó nóng lắm. Mà thảo dược không theo nổi anh. Cứ một hộp vậy là 500-600 ngàn mà uống phải là thảo dược anh biết rồi, nó phải uống lâu dài. Người ta bày rang nước đậu đen á, em uống trên tháng cũng ổn ổn. Tự nhiên em về để em cấp cứu 2 lần chứ trên đó thì cũng ổn ổn. Nhưng bữa nay là sống chung với nó rồi. Gọi là thần... Em nên kiểm tra Covid đi. Cái vấn đề sốt này nó có liên quan Covid đó. Tên anh đi. Nha. Sốt mấy ngày à? 2-3 ngày này. Tự nhiên cái lưng nóng kinh khủng lắm. Buổi chiều tối là nóng. Ăn uống có bị mất vị không? Không. Ăn uống bình thường đúng không? Cái lưng em nó nóng rang luôn. Phải cởi áo khoác ra, mặc vừa cởi ra cái là lạnh luôn. Nó vậy mà bị 3 ngày nữa. Cho nên là tí nữa về cởi áo là nó lạnh. Tí ra xe lấy đồ test cho anh test cho. Test rồi có dương tính không? Dạ. Nha. Rồi cái nhà em ở nhờ đó là cái thằng chồng của con đó ở Sài Gòn hay về. À. Tại vì nó cũng ở nhờ luôn. Tại nhà của người ta bỏ hoang mà. Ừ. Nó cũng ở nhờ đó để tránh dịch á. Lấy nó tôi đưa thuốc cho uống để phòng ngừa Covid luôn. Và thuốc hai sốt nữa. Yeah. Em cũng không có làm được cái gì cho nên mới nhờ anh, chứ em không có làm được cái gì hết. Em làm nặng là tắc tiểu ngay, không có chạy được nào hết. Thức đêm cũng bị. Thực ra bây giờ bà con mình hoàn cảnh khổ nhiều lắm. Chứ không phải riêng nhà mình. Nhưng mà tôi thì cái nào tiện đường tôi đi ngang rồi tôi ghé vô ghé thăm. Rồi thăm để tôi chia sẻ hình ảnh ai giúp được thì giúp. Chứ tôi hiện tại giờ mọi thứ chi phí là tôi điều chi cho cái hệ thống xe cứu thương cộng đồng rồi tham gia cái quỹ tôi không có. Cho nên phải duy trì để cho cái công việc chính là cái xe cứu thương để giúp cho bà con đi mọi vùng miền. Cho nên là mấy cái hoàn cảnh luôn có giúp được. Tôi cũng nói rất là nhiều rồi. Nó nói mẹ ơi năm thứ hai chưa đóng tiền, tại vì cái tiền để dành cho nó đóng là ba cái tai nạn là hết luôn. Bên tai nạn chưa đền bù cái gì luôn. Bên bệnh viện nó cũng im re luôn, cho nên là nó kêu là tiền học phí năm thứ hai này là. Tại sao mà mất do Covid hay là mất tai nạn giao thông? Tai nạn giao thông. Sao nãy em nói là mất do Covid? Tai nạn giao thông. Nhưng mà lên bệnh viện là nó tiêm thuốc, nó kiểu nó làm sốc thuốc á. À. Công an mới xuống đây không cho liệu, kêu là mổ xẻ tử thi. Khám nghiệm tử thi. Dạ em mới điện về nói không, ông xã mất là không có khám nghiệm, nhưng mà họ cứ làm. Rồi cuối cùng họ kêu họ gửi đi khám nghiệm như kia rồi họ cũng im ru luôn. Mà con em thì nó biết là ba nó mất vì sốc thuốc. Tại nó ở đó nó biết. Nói chung thì công an người ta cũng làm đúng đâu, cái trình tự của người ta thôi. Rồi cái vấn đề nếu mà có đang tụt huyết áp là mà nó truyền được đường vô đó, truyền vô là cái là ông đi luôn. Ừ. Truyền vô cái là thở 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 oxy đi luôn ngay, tức khắc đi lên bữa trước bữa sau đi luôn. Đó, cho nên là mình cũng rất bức xúc, nhưng mà thôi giờ biết sao giờ. Cái này cũng không có nói trước được, không có trách bác sĩ mà cũng trách bên công an. Thì nói chung là tùy cơ địa của mỗi người, khi mà vô trong cái cấp cứu, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đó như thế nào, nó có ổn định hay không, mạnh hay là yếu. Đúng. Rồi nó mới chuyện anh, đang nó chuyện ẩu á. Ở công an nó vô nó biết ẩu cho nên nó mới xuống nó mổ. Lúc mà ở trong bệnh viện á, là trong quá trình các bác sĩ làm việc có gia đình mình không? Có mình con em, lúc nó dịch á, dịch không có cho ai vô hết.
mà may là con ấy nó về kịp á. Về kịp nhưng mà làm sao mà vô dịch, làm sao mà cho vô trong đó được. Nó được test, nó ở đó luôn, ba con ngoài đó không có người đâu. Nhưng mà nó có xác định là người ta chưa đổ cái áp mà truyền dịch không? Công an kêu lên khai luôn mà. Công an kêu lên khai như thế nào nó không khai hết. Nhưng mà em nói thiệt thôi, mình không chịu thôi. Cho nên là mình phải xác định cho nó rõ ràng để thôi mình tránh cái việc mình nói quan cho người khác. Không, em biết nhưng mà mình chịu anh ơi. Tại vì còn cái ông xã mình bị tai nạn là tự tông người ta hay người ta tông mình? Ông xã em từ bên này đường băng lên cái thằng kính chạy xuống. Nó dựng lại hiện trường thì em cũng chẳng biết ai có lỗi gì nữa. Lúc ông xã còn sống á thì ông xã mới nói em, lúc ông xã tỉnh á gọi điện với em thì mới nói là kiểu là ông xã đi qua đường mà thằng kính chạy xuống nhanh quá, ông xã không thắng được kịp. Đó. Qua đường nó đúng theo cái vạch người ta qua đường. Tại nhiều khi á tôi chạy tôi không biết. Bây giờ ở dưới mấy cái đường quốc lộ, tỉnh lộ mà con mình qua đường không có chịu mà dòm tới dòm lui. Chạy xe ôm cho năm 96, ông rất là kỹ về xe cổ. Nói chung là chạy muốn băng là băng à, nhiều khi người ta đỡ cũng không có kịp nữa. Bây giờ tôi cho chạy tốc độ 30-40 cũng đỡ, làm sao mà đỡ kịp. Em không biết cho nên là công an nó chưa có nói gì. Nếu như có trường hợp mà ví dụ về lỗi ở bên kia là công an người ta cho gia xử rồi để đền bù rồi. Em lên em hỏi luật sư kêu tùy theo vụ án. Tại vì có vụ án lâu lắm, họ nói vậy. Ngoài đâu, công an người ta có nghiệp vụ của người ta rồi. Chưa lấy ra. Ví dụ là lỗi bên nào là người ta xác định ngay à. Cho nên là em cũng không biết nữa. Thôi, bây giờ anh cũng tranh thủ anh đi. Dạ, cũng nha. Dạ. Rồi để anh ghé ngang anh mua cái bình nước cho. Dạ. Anh chỉ hỗ trợ được. Em muốn cái bồn nước 1000 lít là như vậy nè. Tại vì một lần xin người ta, một lần ngại lắm. Rồi. Con trai em kia là mẹ mua cái bồn nhỏ thì nó sẽ ngại xin á. Rồi, tôi cho cái bồn 1000 lít. Nhưng mà tôi chỉ giúp được tới đây thôi chứ tôi không có giúp được nhiều. Dạ. Tất cả mọi thứ chi là bằng tiền túi của tôi. Dạ. Cho nên là những cái qua gia đình nào, hoàn cảnh nào, hữu duyên tôi đi ngang, tôi gặp được rồi tôi ghé vô thôi. Dạ. Chứ tôi cũng thông báo rất là nhiều, tôi không có đi giúp hoàn cảnh được nữa. Thế mà có nước là em dọn về đây chứ. Dạ. Đó, ở nhờ ngại lắm. Rồi thôi, gắng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi, để tôi đi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Bỏ thời gian xuống em. Tôi không có thời gian đi nữa, lại đi công tác đi ngang thì tiện đường tôi ghé thôi à. Rồi để sang chạy ra ngoài thị trấn sang mua cái bồn ở trên đó anh. Rồi mời cả nhà theo sang nha.